Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Ba Sói TV đây. Ok luôn. Các bạn ơi, sau 2 ngày nợ video anh em cái quả test con bò này, bò 75 anh em ơi, quả mắt mẹ nó gọi là siêu khủng. Bao clip anh em ạ. Thì ngày hôm nay là mình đã quay trở lại với anh em trong một cái video test sáo con này các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ test lên cái con rùa 4 mét này nhá. Sẽ test lên con 4 mét này mà đợt trước mình bảo là mình bán 1 triệu rưỡi ấy. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua con diều này thì mình bán luôn. Đấy, dàn sáo này thì mình mua quên luôn rồi, không công bố giá với anh em. Mình mua dàn này với cái giá 3 triệu. Mình cảm thấy là nó không bị đắt. Anh em nào thấy đắt thì thôi, kệ anh em. Nó không đắt là bởi vì nó quá to anh em ạ. D75 nó to chứ. Tay mình cầm còn không hết này, vòng tay này. Đấy, thì anh em biết là to như thế nào rồi đấy. Không vừa cọc sáo mà. Hả? Dài quá. Cọc sáo á? Cọc sáo em cho cao cao lên. Họ đứng vào, nhỉ. Yeah. Này thì phải cắt bớt đi rồi. Lại phải cắt bớt cái dàn sáo rồi đi rồi. Cắt bớt cọc đi ngắn ngắn đến đấy. Đấy, đến đấy vừa. Ok các bạn ơi, bây giờ anh em mình phải cắt bớt cọc sáo rồi lắp nó hơi bị lâu. Tí lắp xong thì mình sẽ cho anh em xem tiếp. Ok các bạn. Cái công đoạn lắp sáo thì anh em mình xong rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi test nhá. Giải dây ra và đâm thử xem nó có lên hay không. Tại vì cái dàn này nó hơi nặng, không biết con này có cõng được không. Ok. Bây giờ mày cầm dây mày chạy nhá, anh đâm nhá. Cầm dây đi, đi tải dây thôi. Đi. Đi. Anh con nào ra thả. Em Phương Cẩy. Con đen bé bé ở trên ấy. Phương Cẩy, chuyên cầm dây. Con màu đen nó ở chuyên đơn cầm dây. Ở trên cái giá ấy còn. Đi đi. Hả? Mày đi ấy. Ừ. Anh đứng đây á? À? Anh đứng ở dưới bờ kìa. Không, đứng dưới bờ kìa. Mày phải đi ấy, mày chạy mày phải đi ấy. Đấy bây giờ Phương xe. Bây giờ Phương sẽ đi cầm dây nhá, để mình đâm nha anh em nhá. Cho anh em nghe tiếng sáo. Cháu luật được quá nhỉ. Nào, đi đi, quay vuông góc ra. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ đi đâm nhá. Gió hôm nay nó lại chuyển hướng sang gió nam rồi cho nên đâm là hơi bị khó đây này. Phát này đâm hơi bị khó đây. Không biết là có lên được hay không. Cầu mong là nó lên để cho anh em nghe tiếng sáo. Cái lúc mà dèo lên em phải quay dèo lên nhá. Dạ. Thế này thôi á, ai ạ? Nào em đứng ra sau đi. Thế này thôi à? Ôi, từ từ đây. Ê, quả vàng đi qua đi. Em đi qua đi. Có nói chưa? Có rồi, thả bất cứ lúc nào. Chuyền này chuyền bọn em nó phá rồi. Rồi phá thế. Thôi quay cả rìu cả sáo đi. Khó quá nhỉ, gió bé quá nhỉ. Hả? Rồi anh bạn. Ok các bạn ơi, sau một hồi đâm cái con 4 mét kia không lên thì mình phải vác cái con bụng bầu này ra để thử. Tại vì cái sáo này nó quá nặng các bạn ạ. Đấy. Chạy đi. Chạy đi. Thằng đi ra. Chạy đi. Chạy đi. Bắt bùm bay lên luôn. Chạy đi. Chạy đi. Tung lên. Ui đi ra. Không ra để với đâu. Hơi bị khó khăn một tí thôi. Phải nói với anh em là gió nó
không. Nana nó cực kỳ bé luôn, nó rất là khó lên. Gió mà nó to to một tí là nó lên ngay, nhưng mà gió nó bé quá. Đây em này, nhìn thấy nó vẫn cứ đảo này. Đây, rất khó lên, không dễ lên một chút nào cả. Anh em trên kia chắc phải chạy cong đít lên đấy. Cái đít nó cong gì đâu. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ lên chỗ đằng cầm dây nhá. Kéo cậu béo kìa. Nghe đâu. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên chỗ đằng cầm dây nhá. Càng Phương này, đây thả dây. Anh Phương cho sợ anh. Nó nặng bình thường nhưng mà nó đau tay. Đây thả dây. Ê, mới thả cầm anh. Ây. Giờ kéo. Ấy, à. Tuôn đi. Nó trào nặng lắm. Tuôn là phải cầm đi ra kia bật lên. Kéo vậy. Không đeo cái găng tay phải vào đỡ cháy tay. Quên. Đây. Đi đi. Tay tay. Bỏ dép ra. Nhà có đôi dép đi chơi. Vào gần vào đến đâu? Đó. Vào đến đâu? Thả hết sạch dây rồi. Béo hoài đã. Ok các bạn ơi, sau một hồi vật vã đâm cái con kia thì chuyển sang đâm con này nó lên rồi. Nhưng mà hơi vất vả một tí, được không có gió. Nặng quá. Đây 500 anh em hỗ trợ mình để kéo con này. Gió nó vẫn hơi bị yếu. Gió nó vẫn hơi bị yếu, nó trao hai bên. Con này phải gió to một tí, anh đi tuân dây. Anh cầm anh đi tuân dây đi. Anh nhảy xuống ruộng đi. Giá đen là đấy anh em ạ, từ lấy đến giờ là mình phát hiện ra một cái thằng nghi vấn rồi. Bỏ ra cầm đi. Một cái thằng nghi vấn rồi. Anh em mình đang thả diều nhưng có một thằng bé nó chỉ thích diều mình dụng thôi. Nó dụng xong đây, mẹ quay khuôn mặt nó cho anh ấy. Đây thằng này đấy. Rất đẹp dài. Mà nó cưng lên mà nó chỉ thích diều mình dụng thôi. Mà dụng xong là nó bảo là chắc chắn mất cháo. Nghi lắm. Rồi, một con siêu phẩm hai cánh chạy nhau. Kia là siêu phẩm thanh bảo. Bao nhiêu công thanh sức của anh? Ok anh em ơi, bây giờ thì mình thả xong rồi. Còn tí dây này thôi, phải đi buộc vào đã. Đi buộc và đi về thôi. Buộc vào để cho mấy thằng diều tạc hôm vừa rồi nó lại bẻ tiếp ấy. Đấy. Hôm vừa rồi mình thấy nó bẻ thương quá, mua thêm dàn này cho nó bẻ tiếp. Bắt được thôi. Chém mọi người ạ. Ghê đấy. Bắt được chém cửa. Không, con này anh mày. Chung chợ gà. Đi buộc đi. Là bỏ tay ra. Bỏ à? Bỏ ra cũng lắm mà ba nó bay lên thôi mà. Đây lại được cái thằng này nữa, bỏ ra để anh đi buộc quan mày. Bỏ cứ túm vào đấy còn bắt đầu mày bật ta nặng lắm. Ok các bạn ơi, vậy là anh em mình thả xong rồi, buộc lại. Ôi nó cứng. Lên đỉnh đầu anh em ạ. Đấy, sáo tầm này bắt đầu mới kêu. Thường thường thì thả sáo dàn, những sáo như này thì ở đằng sau mới nghe rõ được. Ở đằng trước nghe cũng rõ nhưng mà đằng sau nghe rõ hơn anh em ạ. Thế bây giờ cũng tối rồi, trời khá là tối rồi, anh em mình sẽ cột nó vào đây nhá. Để đi về thôi, xong tối lại ra kéo. Chứ bây giờ mà ở đây thì chết đói rồi, phải về nhà cơm đây cháo đã. Đây anh em ăn bánh này. Ở đâu ra đấy? Ở đâu ra đấy? Bánh gì đấy? Em vừa lên nhà người yêu ấy. À, bánh trên nhà người yêu à? Đấy. Đây là hai thằng bạn thân của nhau nhá. Biết đi thả diều về đói em mua cho nhau. Thôi không nói nhiều, linh tinh liên truyền nữa. Bây giờ thì chào anh em thôi. Hẹn gặp lại tất cả... bóng! Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video sau nhá. Còn một cái video Tết cái con 25 quả của mình nữa. Anh em cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye. Hai chào mọi người đây. Chào mọi người nha. Chào đây. Bye bye. Bye bye.